Hello các bác, chào mừng các bạn trở lại với kênh Trai LV kênh Nhật Đức. Hôm nay thì em lại review một sản phẩm, đó chính là chiếc bàn chân ga của Hyundai HD65, HD72, HD99, HD88, HD rồi là 5450, rồi lắp luôn chung cho cả một số những dòng Hyundai 3,5 tấn nhập khẩu cũng như là Hyundai đời 2000. Đây là bàn chân ga xịn các bác nhá. Đấy, chạy lâu ngày thì nó sẽ có tình trạng là bị gãy hoặc là bị mọt cái bàn đế chân ga. Đấy, đây là bàn chân ga xịn các bác. Hàng này thì trên thị trường nó có rất nhiều hàng lộn, nhưng mà đây nó là hàng xịn chính hãng. Đấy, tuổi thọ của nó thì các bác phải dùng trên 15 thì mới phải suy nghĩ, trừ bác nào mà hay chạy xe cá hay là xe chở lượng thì nó mới hỏng thôi, chứ còn bình thường chạy xe khô thì phải gần 7-8 năm nó mới hỏng. Đấy, thì những cái đời xe đời 2000 đã hỏng rất là nhiều rồi. Nhưng thời gian trước thì toàn là có hàng lội thôi, thì thứ nhất là hàng lội nó sẽ hay bị cái này là các bạn, cái chốt này nó làm nó không được nhẹ nhàng như này. Đây là hàng xịn các bạn nhìn này, nó rất là nhẹ, nhưng hàng lội ấy, nó làm cái này là chốt này nó làm rất là cứng, nên nhiều khi đạp chân ga ấy, nó hồi nó rất là khó chịu cho các bác tài. Đấy, cộng với thứ hai cái đồ xịn của nó, cái bát này các bạn này, cái bát ốc này nó vừa khít khịt luôn, các bác không cần phải khoan cũng không phải chế gì cả. Đấy, nhiều bác ấy mua đời lội thì tất nhiên là mình cũng bán đời lội ngày trước, nhưng mà gặp rất nhiều tình huống là phải khoan cái lỗ này cho ra một tí vì nó bị lệch. Mà cộng với thứ hai là cái này này cứ phải bôi mỡ suốt ngày, nhưng mà hàng xịn này thì các bác chẳng phải bôi cái gì cả, bắt phát vừa luôn. Đấy, từng con ốc các bác nhìn này, rất sắc nét luôn. Đây là hàng xịn Mobit nhá. Đây, tem mã vạch đầy đủ đây. Đấy, các bác này. Đấy, tem mã vạch đầy đủ nhá. Đây, đây hàng xịn đây, chính hãng đây. Đấy, nhiều các bác hay bị gãy cái này các bác này. Đấy, cái tai này. Rồi các bác đạp nhiều thì hay bị gãy cái này. Đấy, đấy như cái chốt này, hoặc cái tai này. Đấy, thì tình trạng nó hay bị gãy như cái đấy. Ở đây là hàng xịn chính hãng. Đấy, xịn chính hãng thôi các bác này. Rất đẹp luôn đây, má nhà sản xuất đây nhá, SKI này. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua cái bàn chân ga xịn của Hyundai HD cũng như là Hyundai xe nhập thì nhớ liên hệ với em theo số điện thoại 0978823083. Đấy, và đây là cái card visit duy nhất cửa hàng em có card visit này. Các bác vào đúng với cửa hàng dùng card này thì đúng là cửa hàng em nhá. Đấy, cảm ơn bác rất nhiều đến với video này. Hẹn gặp lại các bác ở sản phẩm tiếp theo. Bác nào mà có nhu cầu cần review cái sản phẩm nào đấy hay chưa hiểu về sản phẩm nào đấy thì cứ BM hay comment ở dưới những cái bài viết của em sẽ review những cái sản phẩm các bác cần hỏi. Đấy, cái sản phẩm này thì vừa qua có bác Thanh ở Hưng Yên hỏi em này, có bài chân ga của Hyundai 3,5 tấn hàng xịn của em, thì hôm nay nhân tiện hàng nó về thì em review luôn cho các bác xem luôn. Đây bác Thanh nhá, hàng xịn luôn này. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều đến video này. Hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.